Khi đứng trên bục giảng, giảng dạy cho các em học viên, có lẽ thầy cô giáo cũng mong học viên của mình đạt những điểm số tuyệt vời, xuất sắc. Và đội ngũ giáo viên thành phố Uy cũng không ngoại lệ. Sau mỗi kỳ thi, học viên báo những điểm số thật tuyệt vời báo về cho các thầy cô và đội ngũ trung tâm. Hàn ngữ thành phố Uy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Xin chúc mừng em Nguyễn Thu Huyền đến từ Đông Anh với điểm số tuyệt đối 200/200, một kết quả rất là tuyệt vời. Một cô gái vừa xinh vừa học giỏi lại rất chăm ngoan. Tất cả chúng ta xin chào đón và chúc mừng em Nguyễn Thu Huyền đến từ Đông Anh. Và hôm nay Hàn ngữ thành phố Uy xin vinh danh em Lê Thị Hưng đến từ Thanh Hóa với điểm số tuyệt đối 200/200. Xin chúc mừng em. Cô Trần Phương Loan lại xin vinh danh em Đào Công Huy đến từ Hưng Yên với điểm số tuyệt vời 200/200, điểm số tuyệt đối. Xin chúc mừng tất cả các em. Xin chào đón chàng trai đến từ Hà Nội, Nguyễn Đức Việt với điểm số 195/200. Cô Trần Phương Loan lại xin vinh danh em Giang Hồng Nhung đến từ Quốc Oai, Hà Nội với điểm số 195/200. Hà Nữ Thành Phố Uy xin vinh danh em Lưu Văn Hoàng đến từ Hải Phòng. Bạn Hoàng vừa đi học vừa đi làm nhưng tối đã học online và bạn đã đạt điểm số rất xuất sắc 195/200. Cô Trần Phương Loan lại xin vinh danh em Nguyễn Hữu Tiến đến từ Quốc Oai, Hà Nội với điểm số 195/200. Hàn ngữ thành phố Uy vô cùng hạnh phúc và tự hào xin vinh danh em Vũ Quang Hưng đến từ Nam Định với điểm số 195/200. Cô Trần Phương Loan lại vinh danh em Hoàng Văn Biểu đến từ Bắc Giang với điểm số 195/200. Xin chào đón em Lê Văn Đoàn đến từ Thanh Hóa với điểm số 195/200. Đặc biệt em Lê Văn Đoàn đang làm việc tại Nhật Bản, em học online 100% và em rất là chịu khó, cứ cuối tuần em Đoàn lại xin mã đề của cô Loan để thực hành đề trên máy tính và em đã đạt điểm số rất tuyệt vời. Tuy học online nhưng em đạt điểm số 195/200. Cô Trần Phương Loan vinh danh em Nguyễn Ngọc Đường đến từ Hải Dương với điểm số 190/200. Xin chào đón cô gái rất là xinh đẹp Nguyễn Thanh Vân đến từ Thái Bình với điểm số 190/200. Xin chào đón bạn Nguyễn Văn Thiệp đến từ Bắc Giang với điểm số tuyệt vời 190/200. Xin chào đón cô gái đến từ Bắc Linh Nguyễn Thị Linh với điểm số 190/200. Đặc biệt em Linh, em chỉ học online mà em đi làm, em có hai con nhỏ nhưng em thi điểm số rất là xuất sắc 190/200. Xin chào đón cô gái đến từ Thanh Hóa với điểm số 190/200, em Lê Thị Hồng. Xin chúc mừng em Chu Thanh Lam đến từ Thanh Hóa với điểm số 190/200. Hàn ngữ Thành Phố Uy lại xin chào đón em Trần Đức Dương đến từ Bắc Giang với điểm số 185/200. Cô Trần Phương Loan lại xin vinh danh một bạn đến từ thành phố Cảng Hải Phòng, em Nguyễn Văn Kiên, điểm số 185/200. Xin chào đón em Hoàng Trường Phước đến từ Hải Dương với điểm số 185/200. Xin chào đón chàng trai đến từ Linh Bình, em Phạm Văn Nguyện với điểm số 185/200. Bạn Nguyện học sinh học cấp tốc trong 2 tháng. Cô Trần Phương Loan vinh danh em Nguyễn Hữu Anh Tú đến từ Hà Nội với điểm số 185/200. Xin chúc mừng em. Xin chào đón cô gái xinh đẹp Phùng Thị Hường đến từ Cao Bằng với điểm số 185/200. Một cô gái rất là xinh đẹp và chăm chỉ. Tuy đã có gia đình nhưng em thường xuyên luyện đề của cô Loan và điểm số rất là tuyệt vời 185/200. Xin chào đón chàng trai Nó Văn Quỳnh đến từ Sơn La. Bạn rất chăm chỉ và bạn đã đạt điểm số 180/200. Và đặc biệt kỳ thi lần này các bạn đến từ Sơn La ở trung tâm thành phố Uy, các bạn đạt điểm số rất là cao. Xin chào đón chàng trai đến từ Sơn Tây, Nguyễn Đình Hiệu, 180/200. Hàn ngữ thành phố Uy xin vinh danh em Nguyễn Văn Quang đến từ Tuyên Quang với điểm số 180/200. Xin chúc mừng em. Xin chào đón em Nguyễn Thị Minh Ngọc đến từ Nam Định với điểm số 185/200. Hàn ngữ thành phố Uy xin vinh danh em Lò Vô Hiền đến từ Sơn La với điểm số 180 điểm. Xin chúc mừng em. Xin chào đón em Nguyễn Như Quỳnh đến từ Hương Yên với điểm số 180/200.
xin chào đón cô gái rất là xinh đẹp Lê Thị Thùy Linh đến từ Tuyên Quang với điểm số 175/200. Xin chào đón chàng trai Bùi Duy Nguyên đến từ Nam Định với điểm số 175/200. Bạn Nguyên vừa học vừa làm và bạn rất là chăm chỉ và bạn đã đạt điểm số tuyệt vời 175/200. Xin chào đón em Bùi Văn Đạt đến từ Thanh Hóa với điểm số 175/200. Và em Đạt thì có em trai và em dâu tương lai đã học tập tại trung tâm thành Vũ Quy, và em trai và em dâu tương lai của em Đạt đang làm việc tại Hàn Quốc. Xin chào đón em Đinh Thị Lam đến từ Linh Bình với điểm số 175/200. Hơn nữa thì bạn Quyết Định nữa đến từ Phú Thọ với điểm số 195/200. Thật tuyệt vời khi đón chào bạn Long Thế Thạch đến từ Cao Bằng với điểm số 195/200. Cô Loan xin chúc mừng một điểm số quá tuyệt vời của bạn Trần Văn Quấn đến từ Nam Định, 195/200. Xin chào đón bạn Trần Văn Thiệu đến từ Hưng Yên. Bạn Thiệu học online 100% nhưng bạn Thiệu thi điểm rất là tuyệt vời, 190/200. Xin trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Văn Áng đến từ Hà Nội với điểm số 190/200. Và xin chào đón bạn Hán Minh Hiếu đến từ Phú Thọ với điểm số 190/200. Nguyễn Ngọc Phượng đến từ Điện Biên với điểm số 190/200. Thật vinh hạnh, cô Hán xin vinh danh bạn Nguyễn Đình Bách đến từ Nam Định với điểm số 185/200. Xin chúc mừng bạn Đỗ Ngọc Đại đến từ Hà Nội với điểm số 185/200. Bạn Đỗ Ngọc Đại là vừa đi học vừa đi làm, tối thì đi học ca tối từ 6 giờ đến 9 giờ tại trung tâm thành phố Uy. Còn gì vinh hạnh hơn nữa, trung tâm thành phố Uy đón chào bạn Hà Thị Huệ đến từ Hòa Bình, đặc biệt là bạn Hà Thị Huệ vừa học vừa làm và bạn học online nhưng bạn Huy với điểm số rất là tuyệt vời, 185/200. Và tuyệt vời gì hơn nữa, xin chúc mừng bạn Đỗ Khánh Chi đến từ Bắc Ninh với điểm số 185/200. Xin chào đón bạn Nguyễn Anh Tuấn đến từ Hà Nội với điểm số 185/200. Xin chào đón bạn Hoàng Hương Khánh đến từ Yên Bái với điểm số 180/200. Xin chúc mừng bạn Nguyễn Văn Huy đến từ Hưng Yên với điểm số 180/200. Xin chào đón bạn Mai Trang đến từ Nam Định. Bạn Mai Trang vừa học vừa làm và bạn học online và bạn thi điểm số 180/200. Cô Loan xin chào đón bạn Hoàng Trung Hiếu, nước cấp tốc, tức là bạn đã ký thi rồi, bạn mới bắt đầu học. Bạn đến từ Quảng Ninh và bạn được 180/200. Xin chào đón bạn Hoàng Phương đến từ Điện Biên, nước cấp tốc với điểm số 175/200. Xin chào đón bạn Tuấn Anh từ Thanh Hóa với điểm số 175/200. Thầy cô ghi lại vinh danh bạn Nguyễn Trí Bảo đến từ Tuyên Quang với điểm số 175/200. Xin chúc mừng tất cả các em. Các bạn đã thấy được cái kết quả cô và trò của trung tâm thành phố Uy đã cố gắng sau một thời gian học tập và dạy dỗ đạt được của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tin tưởng và học tập tại trung tâm. Chúc mừng bạn Văn Lam đến từ Quảng Bình với điểm số 195/200. Xin chúc mừng bạn Lê Thị Dương đến từ Quảng Bình với điểm số 190/200. Cô Trần Phương Loan xin gửi lời chúc mừng đến bạn Lê Hải Yến đến từ Nghệ An với điểm số 190/200. Và thật tuyệt vời nữa, bạn Nguyễn Thị Tâm đến từ Nghệ An đạt điểm số 185/200. Cô Loan lại gửi lời chúc mừng bạn Cù Khắc Lực đến từ Nghệ An với điểm số 185/200. Cô Loan xin gửi lời chúc mừng tới bạn Phạm Xuân Quân đến từ Kon Tum với điểm số 185/200. Trung tâm Hàn ngữ Thành Phúc Uy xin gửi lời chúc mừng đến bạn Nguyễn Tuấn Huy đến từ thành phố Cảng Hải Phòng với điểm số 180/200 trong ngành xây dựng. Thật tuyệt vời hơn nữa, Hàn ngữ Thành Phúc Uy lại vinh danh bạn Nguyễn Văn Đông đến từ Quảng Bình với điểm số 180/200 ngành sản xuất chế tạo. Xin chào đón bạn Trần Xuân Đạo đến từ Đắk Lắk với điểm số 180/200. Thành Phúc Uy lại xin gửi lời chúc mừng đến bạn Phan Bá Sao với điểm số 175/200.
Các bạn đã thấy được cái kết quả cô và trò của Trung tâm Thành Phố Uy đã cố gắng sau một thời gian học tập và dạy dỗ đạt được của các bạn miền Trung. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tin tưởng và học tập tại trung tâm.